Lôi thần đang cầm đoạn thảo trường đao, đang mặc dấu ấn cùng mệnh không, thiên phú 9-10-10, tấn công 1k7, tỷ lệ 55, sát thương bạo 146, hiệu quả là 253, sát thương lôi 46, cũng ok luôn, 9 điểm rưỡi, hơi thiếu chút tỷ lệ. Lôi thần vẫn ngon. Xin chiêu đang cầm kiếm tỷ lệ tinh luyện 5, đang mặc mít 2 tông 2 thủy, cung mệnh 6, thiên phú 12-12, tấn công k6, tỷ lệ 67, sát thương bạo 125, hiệu quả là 200, sát thương nguyên tố thủy 81-100. Xin chiêu này ngon nha, xin chiêu này 10 điểm nè. Sang Ly, Sang Ly đang cầm lao sinh cá, đang mặc 4 dấu ấn, cung mệnh 6, thiên phú 7-12, tấn công 1k77, tỷ lệ 58, sát thương bạo 145, hiệu quả là 227, sát thương hỏa 46%. Con Sang Linh này cũng 10 điểm luôn, Sang Linh quá ngon. Ben Nạc đang cầm kiếm tay phong tinh luyện 5, đang mặc 4 công thức, cung mệnh 6, thiên phú 4-13, tấn công 1k1, HP 30k, tỷ lệ 61, hiệu quả là 295. Tụi Ben quá trời xịn luôn, Ben quá ngon, Ben 10 điểm luôn, quá ngon. Rồi, chúng ta có nữ lực điền Noel, đang cầm sức giác phá thuật đao tinh luyện 2 nha, đang mặc 4 rất mộng phù hoa, cung mệnh 6, thiên phố 13-13-10, quá trời ngon. Phòng nữ 2k1, tỷ lệ 71, sát thương bạo 227, hiệu quả là 135, sát thương nguyên tố nham 46%. Noel rất là xịn luôn nha, Noel 10 điểm. Goro đang cầm cung tay phong tinh luyện 5, đang mặc 4 rất mộng phù hoa, cung mệnh 6, thiên phố 12-10, phòng ngự 1k3, tỷ lệ 85, hiệu quả là 240. Rồi Guru quá ngon luôn, Guru này tỷ lệ bao cao nữa, đảm bảo là quýnh ra là cái là trúng cái tay phong liền luôn. Abido đang cầm con thoi chu sa tinh luyện 5, đang mặc 4 sức mộng phù hoa, cung mệnh 0, thiên phố 10-19, phòng thủ 2k5, tỷ lệ 63, sát thương bạo 149, sát thương nha 7500. Ôi ngon nha, con Abido cũng quá trời ngon. Cuối cùng là Yongli đang cầm hắc anh thương, đang mặc 4 thiên nham, cung mệnh 2, thiên phố 10-10, trời cung mệnh 2 ngon dữ ta, HP 55k, hiệu quả là 136. Con dông ly này là con dông ly thùng khiên, quá trời xịn. Preview. Mùa này mình chưa có lên Noel đánh Lao Hoàng. Này con thỏ mà sao kêu con, sao mà nhìn ra con rùi vậy trời. Sang Linh mất hơi 38k. Trời, người ta con thỏ dễ thương vậy mà nó kêu con rùi. Chịu thiệt. Ok. Trời ơi, chặt cái ba mấy 40k. Trời ơi trâu. 2 cái khiên bởi vậy.
kịp, đánh kịp. Tìm bao khiên luôn. Tới sợ hẹo. Tìm hai khiên rồi trâu vậy thì vừa có hồi máu từ Noel đó sao mà chết được. Dông ly thả đá không cần nghe, ok. Năng lượng kém. Để nó chạy, nó chạy kìa. Không kịp. Ok, thôi cũng được. Xoay. Ok. Trời ơi, Noel quýnh hai con đó lại trời. Trời, phá kia con nham là bao lẹ luôn. Bốn chục ca luôn. Rồi mà cái tầm chém rộng ghê luôn á trời. Cái gì cũng trúng ở bên kia nữa. Vừa cả đóng thời gian luôn. Trời sao quýnh đi gì vậy. Do cái phòng trên nè, cái phòng trên của này mình quýnh dở. Ấy pha này quýnh nhanh nè. Ba ca clear không ạ? Anh cũng không tự tin em ơi. Nói chung là kỹ năng của anh cũng sida lắm em. Nên là chơi mấy team nó nuôi đàn hoặc nó nuôi ngon ngon đầy đủ ca thì chắc là anh quýnh được còn được. Chứ là ba ca, hai ca ra quýnh không được đâu. Như quýnh nhanh hồi nãy. Quýnh nhanh hồi nãy.
Ok. Trời ơi, pha quýnh mượt hơn dư quá cho thời gian. Easy, Noel vẫn có thể đánh nửa dưới rất là ok luôn, rất là khỏe luôn. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka, present.